lõm xuống xương, sợ thế lõm xương ta bỏ thế này cứ để lâu rồi nó ăn mòn, dạ biết rồi. An toàn 100%. Có chịu khó một tí nhé. Nào đâu phết gì được rồi. Thì sao? Đấy. Trường dễ mà lại khó chứ biết trường làm nữa. Làm nữa chưa có gì. Chưa biết dễ hay khó đúng không? Trường dễ mà lại khó. Khó, khó dễ. Thành công.